Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. À, thì ở Hoa Kỳ đó chúng ta vẫn còn đang ở trong cuối tuần. Nhưng mà Việt Nam kêu đã bước qua là ngày thứ hai đầu tuần rồi. Và trong video này đã Thuận muốn trước hết dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái sự kiện nổi bật các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần này Cộng với lại một số những thông tin nổi bật tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay à, cũng có một số những tài liệu liên quan tới SEC và Ripple cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá danh mục đầu tư demo của con tại vì chủ nhật là ngày mà chúng ta cùng nhau chung bình giá và cuối tuần mới đây đó thì thuận không có chia sẻ nhiều thông tin với các bạn trên như mạng xã hội tại vì thuận có khách đến nhà cho nên cũng không có nhiều uh, thời gian để mà xem tài liệu chúng tôi bây giờ sẽ bắt đầu À, các bạn chắc cũng đã thấy là thị trường futures ở Hoa Kỳ đã mở cửa rồi và hiện bây giờ đây thì đỏ một chút các bạn cả ba chỉ số futures À, điều đang đỏ nhẹ mà thôi cũng phải là đỏ lắm Thì chúng ta vẫn chờ xem coi là ngày mai đó thị trường chứng khoán mở cửa sẽ ra sao Còn à, chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC đó, thì à, cuối tuần này cũng rất là im lặng Sau khi các bạn đã thấy được là có một cái đợt giá đi xuống mạnh à, Sau đó các bạn thấy được là giá của BTC đã giữ ở mức là khoảng chừng là hơn 22.000 đô Cuối tuần qua thì các bạn thấy được giá cũng cỡ đó mà thôi không có đi xuống thêm nữa à, Có nghĩa là chúng ta thấy được là trong cái đợt mà giá đi xuống mạnh này đó để dẫn đến một số những cái lệnh lon về thanh lý nhưng mà một điều có thể nhiều bạn cũng đã nhớ là thường thường chia sẻ với các bạn là chúng ta thật sự hiện bây giờ không có nhiều lệnh đòn bảy nhất là lệnh đòn bảy liên quan tới lon cho nên cái đợt mà thanh lý vừa qua đó tuy là trong một thời gian ngắn có nhiều lệnh bị thanh lý nhưng mà không thấy thêm lệnh bị thanh lý nữa tại vì cái số lượng lệnh bây giờ cũng không phải là cao lắm các bạn khi mà chúng ta so sánh cái số lượng lệnh chúng ta đã từng thấy trong vòng một năm qua và cuối tuần này đó cả thêm crypto thì cũng rất là im lặng các bạn có thể thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó thì giá cả những đồng lớn nó hầu như không có cái sự thay đổi và tổng số vốn hóa bây giờ thì dưới 1.1 nghìn tỷ đô la một chút các bạn các bạn thấy được chúng ta ở cái mức là 1 1073 tỷ ở thời điểm hiện tại và chúng ta bây giờ hãy nói tới là trong tuần này đây chúng ta có những sự kiện tài chính lớn nào thì các bạn có thể thấy được là chúng ta có một số những tài liệu cũng rất đáng quan tâm ngày mai có nghĩa là ngày thứ hai tại hoa kỳ thì không có thông tin gì gọi là rất nổi bật nhưng mà ngày thứ ba tại hoa kỳ đó thì chúng ta có cái thông tin là chủ tịch fed john powell sẽ đi dự cái buổi điều trần tại thượng viện một ngày sau đó là ngày thứ tư tại hoa kỳ đó thì chủ tịch john powell sẽ đi dự cái buổi điều trần tại hạ viện thì ở hoa kỳ đó chúng ta có rất là nhiều những cái buổi điều trần và một câu hỏi thường thường nhận được đó là kết quả buổi điều trần ra sao thật ra không có kết quả đâu các bạn buổi điều trần đó là một trong những cái sự kiện mà một người nào đó đến Thượng viện hay là Hạ viện hay là K2 trong trường hợp này Rồi những dân biểu, những nghị sĩ họ sẽ cùng nhau hỏi một số những câu hỏi Tại vì những dân biểu, nghị sĩ đó là họ đại diện cho người dân ở tiểu bang của họ hay là ở trong cái khu vực của họ Thì cái trách nhiệm của họ là họ sẽ nói lên cái ý kiến của người dân cũng giống như là hạch hội Chủ tịch John Powell về những cái quyết định gần đây liên quan tới lãi suất và chiến lược chống lạm phát, tôi nghĩ là phần lớn những câu hỏi là sẽ xoay quanh nền kinh tế, lạm phát và lãi suất. khi nào mà có thêm thông tin tôi chia sẻ với các bạn và những cái nghị sĩ này đó, họ hỏi những cái họ câu hỏi này, tuy là các bạn thấy là sẽ không có cái kết quả sau buổi điều trần nhưng mà những tài liệu được thu thập được đó, thì người dân sẽ nghe trực tiếp câu trả lời đến từ chủ tịch John Powell cũng như là những cái tài liệu đó sẽ được dùng để mà ra những cái chiến lược liên quan đến luật sau này, tại vì luật là được tạo ra ở quốc hội Hoa Kỳ. Rồi ngày thứ tư chúng ta cũng có cái thông báo tài liệu việc làm đến từ công ty ADP. À, đây là một công ty biên chế, có nghĩa là công ty này đã hỗ trợ những công ty kia để mà trả lương rồi làm kế toán vân vân. Thì chúng ta cũng muốn biết xem coi là ADP sẽ có những thông báo gì liên quan tới việc làm. Ngày thứ năm đó thì chúng ta có thống đốc Fed là Chris Waller sẽ phát biểu Và ngày thứ sáu là ngày mà Thường cảm thấy là có cái thông tin quan trọng nhất Đó chính là cái công bố phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong cái tháng 3 này đó chúng ta sẽ nhận được uh, phần trăm thất nghiệp, có nghĩa là tuần này, tuần sau đó ngày uh, 14 tháng 3 chúng ta sẽ nhận được cái uh, tài liệu liên quan đến phần trăm lạm phát CPI tại Hoa Kỳ. Hai tài liệu này đó, cực kỳ quan trọng đối với quyết định của Fed liên quan đến tăng lãi suất như thế nào uh, và chiến lược lãi suất ra sao và Fed sẽ họp uh, trong tháng 3 này. Vào ngày 22 tháng 3, có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng là 16 ngày nữa và hiện bây giờ đó dựa theo hợp đồng ở trên CME thì các bạn đã thấy là 72% thì nghiêng về là Fed tăng lãi suất là 0.25 chúng ta có phần còn lại là khoảng 27.7% nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.5%. Điều quan trọng hơn đó là chúng ta hãy xem cái hợp đồng của những tháng kế tiếp đó, thì thị trường nghĩ ra sao. Thì các bạn thấy được là lãi suất bây giờ là khoảng 4.5% cho đến 4.75%. Nếu như mà Fed tăng 0.25% thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái mức lãi suất là 4.75% cho đến 5%. Và các bạn đang thấy được là khi chúng ta tới tháng 5 cuộc họp kế tiếp sau tháng này thì chúng ta thấy được là 63.6% của tất cả những hợp đồng bây giờ đang nhiên về là Fed tăng thêm 0.25 nữa cho nên các bạn thấy là bên dưới này họ đợi là 5.0 tới 5.25. Có nghĩa là mọi người đều nghĩ là Fed tăng tháng 3 rồi tháng 5 hợp sẽ tăng thêm một lần nữa. Rồi chúng ta đến tháng 6 đó thì các bạn sẽ thấy được là bây giờ 55.1% hợp đồng nghiêng về là Fed lại tăng thêm một lần nữa và sẽ đẩy lãi suất lên tới 5.25 cho đến 5.5. Rồi chúng ta bước qua cuộc họp kế tiếp là tháng 7 thì các bạn thấy được là cho đến tháng 7 chúng ta mới bắt đầu thấy có một cái sự cân bằng giữa cái số lượng người nghỉ là Fed à, sẽ giữ lãi suất ở cái mức là 5.25 tới 5.5 đó là phần lớn nhất à, trong hợp đồng bây giờ cho tháng 7 là 40.3% chúng ta có 36.9% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 nữa Điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là hiện bây giờ phần lớn thị trường nghĩ là Fed sẽ tăng ít nhất là 3 lần nữa Có nghĩa là chúng ta thấy tháng 3 này, tháng 5 và tháng 6 Cái ba đợt này đã Fed sẽ liên tục tăng lãi suất 0.25 Mãi đến tháng 7 thì trường mới nghĩ là Fed sẽ ngừng tăng Đó là phần lớn của mọi người đang suy nghĩ hiện tại Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp thứ sáu đó Thường sẽ xem lại cái tài liệu CME Xem coi nó có thay đổi như thế nào Nếu như mà chúng ta có một cái phần trăm thất nghiệp rất là tốt đó thì uh, có khả năng là mọi người lại rất là bearish và lo sợ là fed uh, sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao một thời gian dài và tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn là nhiều người có sự chuẩn bị đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn điều thứ nhì đó là trong cái đợt mà xuống giá tuần vừa rồi thì uh, tôi đã từng chia sẻ với các bạn một số những cái khả năng tại sao mà chúng ta thấy giá đi xuống nhưng mà tới cuối cùng đó thì uh, giá đi xuống Phần lớn là tại vì có ai đó bán các bạn và nhìn vào cái tốc độ mà giá đi xuống trong thời gian rất là ngắn mà các bạn thấy được là giá của BTC tuần vừa rồi đó trong thời gian chỉ có 15-20 phút thôi mà giá đi từ 23.400 đô xuống tới mức thấp là chỉ có 21.993 mà thôi. Thì đây là một dấu hiệu cho thấy được là có thể là có một vài người hay là một đơn vị nào đó à, đang đâm BTC thời điểm này mà thôi và đương nhiên trong cái số này đã là có một số những nền lon bị thanh lý thì rất là nhiều những cái giả thuyết bây giờ là cái nhóm người đó là ai và lúc nào cũng như vậy các bạn khi mà chúng ta thấy giá cả tăng mạnh hay là xuống mạnh thì câu hỏi của mọi người là ai đang bán hay đang mua chúng ta cũng sẽ không có biết được đâu nhưng mà có một giả thuyết đó mà thường đã từng chia sẻ với các bạn ở trên những mạng xã hội mà thường cũng muốn chia sẻ trên kênh này à, đó chính là liên quan tới mao thì nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta uh, đang chờ đợi thông tin khi nào mao sẽ trả tiền thì um, dựa theo thông tin Malgox sẽ trả một phần cho các nạn nhân bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 có nghĩa là còn khoảng chừng 5 ngày nữa và cái đợt trả này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9 đây là các phần dành cho những nạn nhân lựa chọn lấy sớm, cái nạn nhân còn lại đã phải chờ 3-5 năm nữa thì mới lấy được à, thì cái thông tin này đã khiến cho nhiều người nghĩ là có khả năng là chúng ta thấy được là cái người mà bán BTC có thể là Malgox tại vì uh, các bạn thì được là đợt mà đi xuống giá đó, đó là cách cái ngày mà có sao tiền là khoảng chừng 10 ngày thì lúc đó nhiều người cho là khả năng rất cao là giám đốc quản lý tài sản để mà trả cho những nạn nhân đó có thể là người này là người bán tại vì trước đây à, đã có một đợt người này phải bán một số lượng btc để mà tiếp tục có chi phí để mà vận hành À, cái à, việc trả tiền cho những nạn nhân mướn luật sư à, để có thể là ra tòa Nhật Bản thì đã phải bán một số lượng BTC và lúc đó người này đó cũng không có hiểu gì nhiều à, về crypto cho nên à, đã lựa chọn là bán trên sàn spot các bạn chắc cũng đã nhớ như bài nào mà theo dõi kênh một thời gian lúc đó thì ai cũng lo làng tại sao mà lại lên trên sàn spot bán như vậy mà không thông qua OTC à, thì có phải là người này lại một lần nữa làm chuyện đó hay không bán một số lượng BTC để có cái số tiền à, cần thiết để trả cho những nạn nhân à, vào ngày 10 tháng 3 thì trước hết chúng ta phải xem một số những cái thông tin chi tiết. Hiện giờ đó điều các bạn nên hiểu là chúng ta không rõ là bao nhiêu nạn nhân lựa chọn lấy sớm. Có một số bạn có thật là tại sao một người lại không lựa chọn lấy sớm mà lại muốn tiếp tục chờ 3 tới 5 năm nữa. À, thì các bạn nên hiểu đó là nếu như các bạn lấy sớm thì các bạn sẽ không lấy được 100% cái số lượng tiền mà mình nên có. Các bạn sẽ lấy được cái số lượng tiền ít hơn mà thôi Cho nên chúng ta không biết là có bao nhiêu người lựa chọn lấy sớm Thôi thì có cái suy nghĩ là có thể phần lớn mọi người sẽ lựa chọn lấy sớm Tại vì người ta đã chờ đợi quá lâu rồi các bạn Sự kiện này xảy ra từ năm 2014 9 năm rồi, 9 năm trời rồi các bạn Mọi người mà chờ lâu như vậy à, Thường không nghĩ là họ muốn chờ thêm 3 đến 5 năm nữa Nhưng mà những gì mà chúng ta biết Đó chính là chúng ta có hai nạn nhân hay là hai chủ nợ lớn nhất à, Đó chính là Bitcoinica và Malgox Investment Fund hai nạn nhân lớn này đã, đã đại diện cho khoảng chừng 20% của tổng số tiền mà đang chờ đợi được trả lời cho những nạn nhân thì hai công ty này họ đã quyết định là không chờ nữa và lựa chọn lấy sớm thì đương nhiên đây là một cái số lượng rất là lớn rồi các bạn được là cái số tiền mà hiện bây giờ ước tính À trả cho những nạn nhân đó là khoảng chừng 142.000 BTC và đương nhiên trong đó chúng ta cũng có Bitcoin Cash à, tại vì có cái đợt phối năm 2017 nhưng mà chúng ta chỉ chú tâm nói tới BTC đi thì 20% của cái số lượng BTC này là một con số không hề nhỏ. Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là hai nạn nhân này à, họ lựa chọn là lấy BTC chứ không phải lấy tiền mặt tại vì những nạn nhân đó có thể lựa chọn lấy BTC hay là tiền mặt tùy theo à, người ta muốn lấy cái gì nếu như mà một người nào đó lựa chọn lấy BTC à, thì đương nhiên khả năng người đó muốn lưu trữ BTC còn nếu như mà các bạn là một nạn nhân mà các bạn chỉ muốn lấy tiền mặt thôi thì à, họ sẽ lựa chọn lấy tiền mặt và cái giám đốc mà quản lý cái số tiền bồi thường này à, sẽ bán BTC và đưa các bạn tiền mặt họ bán như thế nào thì chúng ta không có rõ cho nên à, một số người nói là khả năng à, là mau gót bán một số lượng BTC và cây lật đầm ngày 3 tháng 3 Đó chính là đến từ Magox Khả năng này có cao hay không? Thường nghĩ khả năng này cũng có các bạn Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói là họ bán tại vì à, có hai nạn nhân lớn muốn lấy tiền Thì cũng không hẳn đâu Tại vì các bạn nên nhớ là hai nạn nhân lớn họ lựa chọn lấy BTC Chứ không phải lấy tiền mặt Cái chúng ta không có biết là còn bao nhiêu người nữa à, lựa chọn lấy sớm và lựa chọn lấy tiền mặt Cho nên khả năng này cũng có Cho nên Thùng muốn chia sẻ với các bạn và điều mà các bạn đã thấy ở đây đó Cho dù là các bạn lựa chọn lấy sớm à, Thì cũng không phải là tất cả mọi người Đều sẽ được lấy ngày 10 tháng 3 Cái đợt trả này đó là sẽ kéo dài Từ tháng 3 mãi đến tháng 9 luôn các bạn Sẽ kéo dài nửa năm trời à, Cho nên họ sẽ trả theo từng đợt Điều này à, đương nhiên là tốt với các bạn chúng ta không muốn là họ trả một lượt như vậy à, Và đương nhiên không phải ai cũng sẽ lựa chọn lấy sớm Thì khi mà họ trả theo từng đợt Cái sự ảnh hưởng đến giá của BTC sẽ à, ít đi và điều mình thường quan tâm hơn đó, đây là một trong những cái sự kiện khiến cho nhiều người lo lắng trong nhiều bao nhiêu năm qua rồi từ khi mà Thuận biết đến crypto đó lúc nào cũng nghe nói tới là ma sắp trả tiền ma god sắp trả tiền ma trả tiền rồi thì thị trường sẽ sụp chúng ta nghe như vậy hoài luôn như nó giống như là một cái đám mây đen bao phủ cả thị trường này khi mà sự kiện này đã qua rồi thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến nữa và khi mà ma trả từng đợt thì mỗi một đợt họ trả cái sự ảnh hưởng nó sẽ ít đi và ít đi và đó là điều mà chúng ta muốn thấy chúng ta muốn thấy sự kiện này trôi qua với cái sự ảnh hưởng đến thị trường ít nhất có thể đó là cái thông tin liên quan tới Malgox khi mà có thêm tài liệu chi tiết thường sẽ chia sẻ với các bạn rồi chúng ta cũng có một cái cập nhật à, liên quan đến ethereum à, các bạn đã thấy là ethereum không làm cho thất vọng Ethereum đã ra quyết định là sẽ dời lại cái cập nhật sang hai cho đến tháng 4 Chi tiết hơn nữa là họ đã nói là họ đã lựa chọn ngày 14 tháng 3 thì cái đội Dev của Ethereum sẽ kích hoạt cái mạng lưới thử nghiệm là early hay là go early. Đây là một cái mạng lưới thử nghiệm để xem coi là khi mà kích hoạt đó sang hay upgrade ở trên mạng lưới thử nghiệm này thì có vấn đề gì hay là không. Và cái mà chúng ta nhận được đó là sau khi mà kích hoạt mạng lưới thử nghiệm này họ phải chờ 4 tuần, sau đó họ mới bắt đầu là cập nhật cho mạng lưới chính thức xem coi là 4 tuần đó có gặp vấn đề gì hay không. Nếu như mà gặp vấn đề gì ra thì họ lại cần phải điều chỉnh và lại phải thử lại Và các bạn đã thấy được là nếu như chúng ta tính ngày 14 tháng 3 cộng thêm 4 tuần nữa thì chúng ta đã qua tháng 4 rồi Cho nên bây giờ khả năng là chúng ta sẽ thấy cái cập nhật này sớm nhất có thể là giữa tháng 4 Mỗi lần mà tôi chia sẻ bất cứ một cái ngày cập nhật nào đó thì thường hay chia sẻ với các bạn là thường phải cộng thêm 3 tháng. À, thường là như vậy tại vì Ethereum là một mạng lưới rất là lớn các bạn khi mà cập nhật à, có rất là nhiều à, những cái yếu tố dẫn đến khả năng là sẽ bị trì hoãn và một mạng lưới mà có nhiều tiền trên đó như vậy, có nhiều người sử dụng như vậy thì đương nhiên cẩn thận là tốt nhất. Cho nên như mà nào mà chờ đợi cập nhật sang hai để có thể là rút cái số lượng item staking thì các bạn phải chờ thêm khoảng chừng là 4 tuần dựa theo thông tin này. kế đó chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới SEC liên quan tới uh, Voyager, Binance US và liên quan đến Ripple các bạn. đầu tiên hết đó là chúng ta có một thông tin cái đây vài ngày là SEC đã cử uh, một luật sư. đây là một luật sư mà thôi không phải là một quan chức lớn gì SEC đây là một luật sư của SEC uh, đã đi đến uh, cái phiên tòa. À, của công ty Voyager Công ty Voyager là công ty mà đã khai bảo vệ phá sản Và tài sản của họ sẽ được bán Cho Binance US Thì người này đã đến tòa Và đã lên tiếng nói là phản đối Cái sự việc là bán tài sản Của Voyager cho Binance US và cái lời phản đối này đã khiến cho thẩm phán Michael Wiles hoàn toàn bị sốc luôn các bạn Và chi tiết hơn nữa là thẩm phán Michael Wiles đã hỏi luật sư đại diện cho SEC Là anh đến đây và nói với tôi là tôi nên ngăn chặn mọi người nhận 73% tiền Bồi thường vì anh nghĩ token VGX có thể là chứng khoán đó là một phản đối kỳ lạ tôi có cảm giác rằng sự phản đối này được đưa ra như một kiểu che đậy để sau này anh nói là anh đã nêu ra những vấn đề này nhưng mà sec chưa thật sự tìm hiểu và có quyết định gì về token VGX tôi cần biết thêm cụ thể và thẩm phán đã không chấp nhận sự phản đối này của sec cái mà các bạn đã thấy xảy ra đây đó là trong cái phiên tòa này có một luật sư đã đến như thường chia sẻ và luật sư này đã nói là có khả năng có khả năng thôi chứ không phải là chắc chắn có khả năng là token VGX, nghĩa là token của công ty Voyager là một chứng khoán và sàn Binance US đã cho giao dịch cái token này cho nên sàn Binance US đã vi phạm luật chứng khoán tại Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà thẩm phán hỏi đó là anh có phải là đến đây đại diện cho SEC và ra quyết định là VGX và sàn Binance đã vi phạm luật của Hoa Kỳ thì người nói là không phải, đây là một điều có thể mà thôi. Thì thẩm phán cảm thấy được đây là một sự phản đối cực kỳ vô lý trong khi mà có rất nhiều những nạn nhân đã chờ đợi một thời gian rồi họ cần có một cái sự kết thúc họ cần phải được bồi thường cái số lượng cần thiết mà bây giờ đó SEC lại muốn ngăn chặn chỉ vì họ nghĩ là một thu kinh nào đó là chứng khoán thì các bạn thấy được đây là một điều rất là vô lý và tới bây giờ thẩm tán đã không đồng ý cái sự phản đối đến từ SEC đó là điều đầu tiên liên quan tới SEC tôi muốn chia sẻ với các bạn còn một số những thông tin nữa cái đó, đó thì chúng ta thấy được là có một cái cập nhật đến từ cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Vụ kiện này thì vẫn tiếp tục các bạn à, và bây giờ đó, thông tin mới nhất mà Thuận nhận được đó chính là luật sư của bên công ty Ripple đó họ đã để đơn à, để mà nói về một trong những cái quy trình mà không hợp lý của SEC. Nó gọi là Fair Notice Defense. Thuận thì không có phải là một luật sư. thường chỉ có thể chia sẻ theo cái cách hiểu của Thuận mà thôi. Thì hiểu đơn giản là như thế này. Công ty Ripple, à, họ nói là việc mà SEC đột ngột đưa họ ra tò và nói là không những là công ty Ripple đã vi phạm luật chứng khoán, đồng XRP chứng khoán, và cả à, hai người co-founder của công ty Ripple đó cũng đang vi phạm luật à, chứng khoán. Thì đây là một cái điều mà hoàn toàn gọi là không có công bằng với họ. Ở trong luật thì có một cái gọi là fair notice, có nghĩa là trước khi mà một, trong những đơn vị nào của chính phủ mà muốn kiện ai đó ra tòa hay là muốn khởi tố ai đó thì cái đơn vị đó phải nói rõ ràng về quy định và luật để cho mọi người tuân thủ nếu như mà họ đã chia sẻ rõ ràng về quy định và luật mà có ai đó không tuân thủ thì người đó có thể là phạm luật và có thể là ra tòa hay là phải bị trừng trị nhưng mà nếu như mà họ chưa có chia sẻ rõ ràng mà đột nhiên nó lại đưa người ta ra tòa như vậy và nói là người ta phạm luật thì hoàn toàn không có được công bằng hiểu đơn giản hơn đó để thường chia sẻ cái ví dụ với các bạn giả sử như là các bạn thấy được là chúng ta có rất là nhiều xe chạy lên trên đường và đường này đó thì không có cái uh, luật là được chạy bao nhiêu cây số một giờ hay là được chạy bao nhiêu mile một giờ tốc độ không không có được quy định rõ ràng thì chúng ta có những cái xe chạy trên đường và mỗi chiếc xe chạy như vậy đó thì có chiếc được chạy qua, có chiếc đó thì uh, lại bị cảnh sát thổi và thổi với lý do gì? Thổi nói là anh đã chạy quá nhanh gây ra cái sự nguy hiểm có thể là người cảnh sát này có thể đưa ra lập luận nói là với cái tốc độ chạy của anh đó thì có thể gây ra nguy hiểm đối với lại những chiếc xe hay là người đi bộ vân vân nhưng mà cái mà người chủ xe có thể nói là điều này không có công bằng tại vì trên cái con đường này đó không có cái quy định luật rõ ràng thì người cảnh sát này muốn nói gì cũng được chỉ khi nào mà luật giao thông rõ ràng con đường này được chạy bao nhiêu cây số một giờ hay là bao nhiêu mile một giờ À, thì lúc đó cảnh sát mới có thể thổi người này và những người này mới à, công nhận là đã vi phạm luật. chứ nếu không đó, thì à, chậm hay là nhanh đó là quan điểm của mọi người cảnh sát và thôi chứ nên làm sao gọi là không bằng được. À, vì lý do đó đó ở bên à, công ty Ripple thì à, ngoài trừ việc là họ sử dụng Ethereum À, nói là nếu như mà Ethereum đã không phải là chứng khoán Tại vì trước đây giám đốc William Hinman của SEC đã nói là không phải là chứng khoán Thì XRP cũng tương tự như vậy Bây giờ họ sử dụng thêm một chiến lược nữa Nói là họ không có được nhận những cái quy định rõ ràng đến từ SEC Cho nên việc mà kiên họ ra tò là hoàn toàn không được công bằng Nhất là khi mà SEC đã biết tới công ty Ripple từ nhiều năm trước và cũng đã có nhiều cái thư từ qua lại giữa SEC và công ty Ripple trong vòng bao nhiêu năm qua và công ty Ripple đã bán đồng XRP nhiều năm rồi tại sao mà tới bây giờ thì SEC mới ra quyết định là XRP chứng khoán và đột ngột, lại kiện hoàn tòa như vậy, điều này là không có trong bàn đối với công ty Ripple. thì bây giờ nhiều người nghĩ đây là một trong những chiến lược có khả năng là có thể đẩy lui được SEC. và nếu như mà SEC đó thực sự là thua cái vụ kiện này, thì có khả năng là SEC lại sẽ đệ đơn đến tòa án khiếu nại hay không? thì dựa theo một luật sư khác, đó chính là luật sư Jamie Hogan, thì luật sư Jamie Hogan nói là SEC đương nhiên là có thể là đệ đơn khiếu nại nếu như mà họ bị thua vụ kiện này nhưng mà khả năng đó là cũng không có cao đâu tại vì nếu như mà sec đã đệ đơn tới tòa án khiếu nại mà một lần nữa lại bị thua đó thì nó sẽ làm cho sec hoàn toàn mất đi cái khả năng để mà kiểm soát thị trường này cho nên khả năng đó cũng không có cao bây giờ để chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi và mỗi một lần mà thuận nghe cái sự chia sẻ sẽ đến từ CEO của Ripple là Brad House thì đồng ta cũng nói là sắp rồi sắp rồi các bạn đã biết là chúng ta đã chờ đợi 2 năm rồi vẫn chưa có hồi kết thì trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với lại Bloomberg thì các bạn thấy được là CEO Brad Chalenhouse cũng đã nói là chúng ta sắp có kết quả sắp có kết quả sắp là bao giờ chúng ta cũng không có biết nhưng mà hiện bây giờ đó thì Brian House đã nói là với cái điều kiện của SEC và công ty Ripple cũng giống như là những gì mà SEC đã làm trong vòng 2 năm qua đã khiến cho rất là nhiều những công ty bất mãn và họ đã quyết định là rời khỏi Hoa Kỳ. Nếu tiếp tục như vậy đó thì những nhân tài những công ty mà có cái sự đột phá trong thị trường công nghệ crypto này sẽ rời khỏi Hoa Kỳ và cuối cùng người mà đã gây ra cái sự tổn thất này đó chính là SEC. Và đương nhiên công ty Ripple không phải là công ty duy nhất mà SEC ra sức đàn áp, các bạn còn biết là chúng ta cũng có công ty Binance.us binance.com chúng ta cũng có sàn Coinbase, uh, Kraken vân vân và Coinbase đã thu mua một công ty uh, có tên là One River Digital. Đây là một công ty tư vấn đầu tư và công ty này đã có đăng ký với SEC. Thì uh, thuận suy nghĩ đến là tại sao họ lại muốn đi thu mua công ty này? À, tôi nghĩ đến một cái vấn đề gần đây Các bạn đã biết là gần đây đó, thì Chủ tịch Gary Gensler đang đốc thúc một cái dự luật Dự luật này nói là nếu như mà được thông qua đó thì những người mà tư vấn đầu tư sẽ không thể sử dụng những sàn giao dịch hiện bây giờ tại vì những cái sàn giao dịch hiện bây giờ là không có theo đúng luật là một công ty có thể lưu trữ tài sản được tại vì những công ty đó phải được đăng ký với SEC thì nếu như mà cái dự luật được thông qua đó thì rất nhiều những công ty đầu tư họ sẽ không có Muốn giới thiệu crypto uh, với khách hàng của họ tại vì họ không có rõ là công ty nào trong crypto này đó đối với SEC là uh, một công ty mà có quyền được lưu trữ tài sản Tại vì các bạn thấy được SEC đó chỉ biết đi kiện hay là tấn công những công ty mà thôi họ không có đưa ra bất cứ một cái luật, một cái quy định nào rõ ràng hết Những khách hàng đó họ sẽ không có tự giữ crypto Thì nếu như vậy đó, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại những sàn như là Coinbase thì đây cũng là một trong những lý do thường nghĩ là Coinbase thu mua One River Digital tại vì công ty này có đăng ký với SEC và nếu công ty này phụ thuộc của Coinbase thì công ty này vẫn có thể tiếp tục giới thiệu crypto với lại khách hàng của họ. Rồi thông tin kế tiếp là thông tin liên quan tới uh, PancakeSwap cho những bài nào mà là fan của cái uh, Dex này ở trên uh, BNB Chain thì chúng ta sắp sửa có phiên bản thứ ba của PancakeSwap và họ sẽ bắt đầu vào đầu tháng 4 năm 2023 và phiên bản V3 này sẽ bao gồm là phí giao dịch cạnh tranh hơn, phần thưởng khuyến khích giao dịch và cải thiện thanh khoản và hoạt động farming. Và các bạn đã biết là PancakeSwap đang là cái dex lớn nhất ở trên Binance Smart Chain với cái thị phần chiếm 51%. Sự kiện nâng cấp này đã trùng hợp với cái thời gian hết hạn giấy phép bản quyền của Uniswap phiên bản thứ ba nên có thể là PancakeSwap sẽ có những tính năng giống như là Uniswap phiên bản thứ ba và để chào mừng sự kiện ra mắt này đó PancakeSwap phiên bản thứ ba sẽ airdrop tổng cộng là 135.000 USD trị giá token cake và một NFT độc quyền cho những người ủng hộ sớm và để có cơ hội nhận được airdrop đó, thì những bạn nào có thú thì cần cung cấp thanh khoản tối thiểu là 500 đô cho các cặp tiền như là BUSD và RAP BNB hay là USDT và Wrapped BNB BTCB và Rapid và cuối cùng là Ethereum và Rapid Sự kiện diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 cho những bạn nào mà quan tâm. Và chúng ta có một cái well alert cho những bạn nào mà quan tâm đến Shiba Inu. À, chi tiết hơn đó là trong thời gian vài ngày qua đó thì chúng ta thấy được có một con cá voi rất là lớn à, đã tích lũy thêm 1 triệu 340 000 đô la token Shiba Inu. À, và đây là chỉ trong dòng bài ngày qua mình thôi, tổng cộng đó con cá voi này đã lưu trữ một số lượng cực kỳ lớn Shiba Inu đáng giá hơn 225 triệu và Shiba Inu là 40% của cái ví cá voi này. Và các bạn thấy được là ngoại trừ Shiba Inu đó thì con cá voi này cũng lưu trữ 55 triệu đô la Medic à, và thêm vào đó là khoảng chừng là 13.72 triệu token link. À, cùng với lại 8.52 triệu uh, token compound và cuối cùng à, các bạn được là con cá voi này cũng lưu trữ là hơn 5 triệu đô la token uniswap. Đây là một cái địa chỉ ví cá voi rất là lớn các bạn, họ đang lưu trữ khoảng chừng là 147 crypto khác nhau, đáng giá khoảng chừng là 604 triệu và một điều rất là thú vị khi mà chúng ta nhìn 100 ví Ether lớn nhất hiện bây giờ Và chúng ta không có tính đồng Ethereum và chúng ta không có tính những đồng ổn định, những đồng stablecoin Thì các bạn sẽ thấy được là cái đồng mà được lưu trữ nhiều nhất Cái altcoin được lưu trữ nhiều nhất trong những cái ví này đó chính là Shiba Inu chiếm tới 11.94%. Kế tiếp là cập nhật Update của Celsius nhưng mà nào mà đang muốn biết những thông tin mới nhất liên quan tới công ty này Thì Celsius đã thỏa thuận bán cho một công ty có tên là Worth Digital Management LP Thôi thật sự cũng mới nghe nói công ty này mà thôi cũng chưa hiểu công ty này là công ty có lý lịch như thế nào Nhưng mà cái mà thường nhận được đó là Salesforce đã thỏa thuận bán cho công ty này Và kế hoạch trả lại tiền cho các nạn nhân đó được chia sẻ bởi Celsius ở trên twitter là như thế này à, thứ nhất là các khách hàng mà dùng celsius custody nghĩa là sản phẩm lưu trữ crypto đây là một cái à, ví mà người ta gửi đến để mà lưu trữ chứ không phải là gửi đến để, để lợi nhuận đó thì cái số tiền đó có thể được bắt đầu rút à, thứ nhì nữa đó là các khách hàng dùng sản phẩm ơn nghĩa là những bạn nào mà gửi lấy lãi mà bây giờ đang bị kẹt tiền tại vì celsius à, đã khai bởi phá sản thì sẽ nhận được một khoản crypto của mình và cùng với đó là một số token mới đại diện cho cổ phần của công ty mới và thứ ba đó các nhà nâng này được phép tùy chọn lấy lại nhiều crypto của mình hơn hoặc là lấy nhiều token của công ty mới hơn và điều thứ tư đó là các nạn nhân có cái số tiền dưới 5.000 đô thì có thể nhận lại khoảng chừng là 70% tài sản của mình trả lại bằng Bitcoin, Ethereum và USDC Cái mà thuận hiểu đây đó là thực ra đối thường nó cũng không có hẳn là công bằng lắm đâu các bạn nhưng mà đối với những mà nào mà có dưới 5.000 đô đó thì dựa ra thông tin này các bạn sẽ nhận lại được là 70% tài sản của mình những bạn nào mà có hơn 5.000 đô thì các bạn sẽ được trả bằng một số token cái số token đó đó là chúng ta có BTC, Ethereum và USDC nhưng mà không biết là đại diện cho bao nhiêu phần trăm của những bạn mà có hơn 5.000 đô và để bù lại thì uh, những bạn mà có hơn 5.000 đô sẽ nhận được một số token và số token này sẽ đại diện cho cổ phần công ty mới sẽ được thành lập và công ty mới này là công ty gì chúng ta cũng chưa có rõ và họ sẽ hoạt động và có kinh doanh gì chúng ta cũng chưa rõ bây giờ luôn đây là những cái thông tin mới nhất mà thuận nhận được thì, thì bây giờ các bạn có cần làm gì hay không, thì dựa theo twitter của saus chúng ta chưa cần phải làm cái gì hết à, và chúng ta bây giờ nó hình như là đang chờ đợi xem coi là cái quá trình trả tiền này có được thông qua bởi những nạn nhân hay là được uh, chấp thuận bởi tòa án hay không. khi mà, mà có thêm tài liệu thường sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn. và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ ngân hàng trung ương của Ấn Độ, thì chi tiết hơn đó là ngân hàng trung ương của Ấn Độ nói là họ sẽ có một cái tiền kỹ thuật số của quốc gia, một cái CBDC và đây là một tiền kỹ thuật số đó sẽ không có thay thế hệ thống tiền tệ hiện bây giờ của Ấn Độ hay là thay thế ngân hàng mà đây là một cái sự hỗ trợ thêm một loại tiền điện tử có vai trò ngang hàng với lại tiền mặt hiện bây giờ và đương nhiên đó ngân hàng trong Ấn Độ nói là tiền này sẽ có một cái chế độ ẩn danh để cho người ta sử dụng người ta không có sợ là bị theo dõi đây cũng rất là thú vị các bạn tại vì Thường đó là lý do tại sao mà một quốc gia muốn à, ra một cái CBDC Tại vì họ muốn theo dõi người dân một cách sát hơn à, về tài chính Nhưng mà bây giờ họ nói là cái đồng này của Ấn Độ có thể là có một chế độ ẩn danh thì cũng chưa rõ chi tiết là như thế nào Và các bạn đã biết là ngân hàng à, trung ương của Ấn Độ là một trong những đơn vị mà không thích crypto ở Ấn Độ đó thì có hai cái đơn vị nó hầu như là đối lập với nhau. Thứ nhất là Bộ Tài chính và thứ hai đó là Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương thì lúc nào cũng đối đầu với crypto nhưng mà Bộ Tài chính thì không hẳn đâu. Chúng ta cũng đã từng thấy cái sự hỗn loạn ở Ấn Độ liên quan tới luật crypto. Có lúc cấm, có lúc không cấm. Có lúc thì lên tiếng ủng hộ, có lúc thì lại muốn triệt đại thị trường này các bạn được đây là điều đã có từ nhiều năm rồi và trong bài viết này thì cái người đại diện cho ngân hàng trên ấn độ đó chính là giám đốc của ngân hàng này thì đã nói là tiền kỹ thuật số gia sẽ hoàn toàn thay thế được crypto hiện tại tại vì tiền này nó sẽ có cái độ ổn định và có cái độ an toàn hơn thì cái mà tôi nghĩ được chia sẻ đây đó là không phải là tiền này sẽ thay thế bitcoin hay ethereum tại vì đây là một tiền kỳ số cha mà các bạn đương nhiên đây là một tiền mà không có sự dao động của thị trường rồi thì nó tương đương với lại tiền mặt thì thường nghĩ cái mà người này muốn nói đó chính là có thể thay thế được những đồng ổn định hiện bây giờ chứ đương nhiên không thể nào là thay thế được một mạng lưới mở như là bitcoin ethereum và đương nhiên à, các bạn thấy được là cái giá dao động của bitcoin ethereum là cái mà thu hút nhiều người lưu trữ chứ không phải là chúng ta chỉ muốn lưu trữ một cái tiền kỹ thuật số mà không có sự thay đổi giá cả nào hết và thậm chí có thể là bị lạm phát trong thời gian. Khi đó thì chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới bài uh, Bybit cho những bạn nào quan tâm thì Bybit đã thông báo là sẽ ngưng hỗ trợ nạp rút đô la vì cái đối tác ngân hàng của họ đã ngưng hoạt động. Ngày cuối cùng có thể rút đồng đô la đó là ngày 10 tháng 3 vào 12 giờ khuya giờ UTC và thông tin này đã chỉ liên quan đến những bạn nào mà nạp rút đô la trực tiếp mà thôi không liên quan đến stablecoin nhưng bạn nào mà sử dụng P2P thì cũng không liên quan các bạn tôi nghĩ là rất là ít bạn nạp rút đô la trực tiếp ở trên sàn Bybit phần lớn các bạn sử dụng stablecoin mà thôi và gần đây đó thì Binance các bạn đã nhớ là cũng có cái thông báo tương tự vì gặp vấn đề với lại Signature Bank không biết là Bybit cũng có dùng Signature Bank hay là không nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được. Và cái thông tin cuối cùng thường muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta chung bình giá đó là chúng ta lại một lần nữa nghe nói tới một dự luật muốn cấm những cái công ty Trung Quốc nhất là những công ty công nghệ Trung Quốc như là TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ. Và lần này đó thì chúng ta thấy đó, đó chính là một dự luật được dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Mark Warner cùng với lại Thượng nghị sĩ John Tun. Đây là hai người mà cùng nhau đưa ra một cái dự luật. thì bây giờ dự luật này đó, thì vẫn chưa có được bỏ phiếu thông qua nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là đây là một trong những cái dự luật tiếp tục nhằm ngăn chặn cấm những cái công ty công nghệ Trung Quốc như là TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ vì lý do an ninh của tài liệu người dùng ở Hoa Kỳ tại vì cái công ty đứng sau lưng của TikTok là công ty ByteDance và dựa theo một số thông tin thì đây là một công ty được lập ra để mà thu thập tài liệu của người Hoa Kỳ cũng như là người trên khắp thế giới và dùng đó cho những cái mục đích không được tốt của Trung Quốc à, Thì các bạn đã nhớ đây là lần thứ hai thứ ba thì tôi nghe nói tới uh, Hoa Kỳ muốn cấm TikTok rồi Từ thời mà của cựu tổng thống Donald Trump chúng ta đã nghe nói tới Bây giờ thì một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới thông tin này Khi nào mà có thêm tài liệu tôi sẽ chia sẻ với các bạn ByteDance thì họ nói là họ là một công ty tư nhân mà thôi không có liên quan gì đến chính phủ Trung Quốc hết Nhưng mà có thật hay là không thật thì chỉ có họ mới biết mà thôi Và phần cuối cùng uh, tôi sẽ cùng các bạn trung bình giá cái uh, danh mục đầu tư đa mùa tuần này thì để nhắc lời đi các bạn nhớ đó đây là một cái danh mục đầu tư demo mà thôi và thuận lập ra đó là để các bạn có thể thấy được là trung bình giá đó thực sự hoạt động như thế nào và chúng ta chỉ mới bắt đầu là ngày 4 tháng 4 của năm 2022 có nghĩa là chúng ta chưa có trung bình giá một năm nữa trung bình giá là một chiến lược rất là dài hạn các bạn chứ không phải là chúng ta nói một năm hay hai năm à, nhưng mà ít như gì để các bạn thấy được trên mục này cũng đã có một con sự tiến triển tốt và các bạn đã nhớ chúng ta bắt đầu trung bình giá đó mỗi tuần là 100 đô vào Ether 100 đô BTC từ cái lúc mà Ethereum 3 bốn đô và trung bình giá tới bây giờ luôn và chúng ta cũng có thể thấy được là BTC đó thì chúng ta đã trung bình giá từ lúc mà BTC 46.622 đô thì cho tới bây giờ kết quả ra sao thì các bạn đã thấy được kết quả cho tới bây giờ thì chúng ta đang có lãi khoảng chừng là 2%, lãi 2% trong khi chúng ta đã trung bình giá ở cái mức rất là cao mà tới bây giờ các bạn thấy được là giá cũng đang rất là thấp giá không bằng phân nửa lúc chúng ta bắt đầu trung bình giá mà các bạn đã thấy là trên mục này đã bắt đầu có lời thì khi mà chúng ta tới một mùa bull run thật sự thì các bạn có thể nhìn thấy được cái phần trăm này nó sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tiếp tục đi sẽ trung bình giá Ethereum và trung bình giá BTC à, thì các bạn thấy được là nếu nói tới Ethereum đó thì cái giá trung bình hiện bây giờ chúng ta thu mua là 1.531 đô cho một Ether thì uh, chúng ta hôm nay lại sẽ thu mua thêm 100 đô Ethereum ở cái mức 1.561 đô và 57 cent thì chúng ta có thể thu mua được là 0.064 Ether thôi sẽ bấm submit và chúng ta cũng sẽ trung bình giá BTC ở mức là 22.423 thì chúng ta có thể thấy được là 100 đô có thể mua được 0.0045 BTC và cho nó submit và còn chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này rồi các bạn chúng ta sẽ tiếp tục trở lại trung bình giá vào chu kỳ tuần sau và mỗi hai tuần nữa thuận sẽ chia sẻ cái cập nhật mới nhất liên quan tới danh mục đầu tư của thuận thì tuần sau thuận sẽ chia sẻ thông tin này với các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận Capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short Cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost.tv các bạn Và cũng gây dựng một thời gian dài rồi Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital Và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost.tv hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng bình thường Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinEx, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn